年thế năng hoàng chào các người đội trưởng hai gối sáu tiền đó nghe liễu ngôi nhà và những vị khách chào giữ thẻ cờ và mang lên ngay cổ trời chúng ta ngày được cao ngạo thử là vâng chúng tôi nhận được liễu ngôi nhà của chúng tôi về Hội An có bao điều muốn nói nhưng mà em bối rối bởi lời trong mắt anh trời Hội An trong xanh cửa đại giao ra sóng ta bên nhau im lặng hơi ấm như bàn tay nửa đời rồi lại đã tới đã thấy mang quà chào các người đội trưởng hai gối sáu tiền đó nghe dạ chờ một chút sẽ có quà để vâng ạ để lên đây chúng tôi căn cứ trao giải thưởng không cần phát cờ đỏ cũng được chứ đông đông không cần phát cờ đỏ báo tin hai con người tìm là một cái em với chị hồ nè rồi hai gói số tiền thì chúng ta để em phát cờ quà cho rồi em có thêm tiền đúng rồi không nghe rồi đây ủa hai gói số tiền đâu vâng hai gói số tiền đâu quý khách lưu ý chúng ta có chữ hai gói số tiền thì mới lên nhận quà nha có hai gói số tiền không có quà đâu lần này không có lấy cái số tiền lấy cái nào 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 Bốn năm
Còn cái số này số nái đây. Còn cái thông này là số nái đây. Số gì đây? Số này nè. Rồi, từ từ. Rồi, tới đây còn cái mấy này. Mua chi? 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 Cái này đủ chưa? Em ơi bán thẻ nhanh rồi em. Bốn cái, bốn cái. Bốn cái thẻ. Tháo liền, tháo liền. Bán thẻ, bán thẻ à? Cậu số tiếng năm cháu, cậu số tiếng năm cháu. Đây là em, số tiếng năm. Yeah.
chi cái liên liên cùng với anh hết muốn nữa còn rồi còn bây giờ cái mạng mình đã là con sơ con sơ ra rồi tôi đã bỏ muốn là thôi tiếp còn lại còn gì nữa là đây bởi cô quân người chăm chăm lấy chồng còn cũng cho rằng mà đến coi đều lên cái núi mà coi đều tôi thấy ông quản trưởng đánh còn đánh còn tới thôi phải làm mình phải làm thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống nè. Đây đây em ơi. Xin chúc mừng các quý khách có cần một ba cờ liễu voi vàng và những vị khách nào giữ nguyên thẻ cờ và mang lên ngay cổ trời chúng ta này để chúng ta thử là vâng chúng tôi nhận một ba cờ liễu voi vàng để chúng tôi có thử là xin cảm ơn quý vị và mời sự tôi đang đây là liễu voi vàng đây cái nào cũng thử thì mình giữ là liễu voi vàng này không đây 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 đúng rồi đây 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 đi qua đây 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 cái gà đây đó cô. Thì quên nắp á. Chị liễu gà là cái tượng cái chữ gà là chữ cái gà. Là đủ ba chữ đó. Rồi cảm ơn. Anh